thứ có cái đoạn nó quay nét anh lót đèn mà. Sao anh? Tí nó có đoạn nó quay đèn nét á, anh lót đèn xuống tắt thì mày. Còn nó là ọt cũng được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời đều tốt quá.